con làm mặt trời nhỏ. Kẹo bông ăn nhiều thịt vào cho cao. Chậm thôi, cháu muốn cao giống như hươu cao cổ. Kẹo bông đúng là có trí tưởng tượng phong phú, hơn nữa còn có tư duy nhạy bén. Kẹo bông nhà chúng ta là thông minh nhất. Biển lớn là nhà của giọt nước, lòng mẹ chính là nhà của con. Con kể xong rồi, cảm ơn. Kẹo bông đúng là có tài kể chuyện. Sau này chưa biết chừng có thể làm MC. Đúng vậy, đúng vậy. Ông bà đi đây. Cháu chào ông bà ạ. Cuối tuần sau bà lại tới thăm kẹo bông. Cháu nói xem, muốn quà gì nào? Cháu muốn một đôi giày màu đỏ. Được, bà sẽ mua. Cháu chào cô đám mây. Chào quả táo nhỏ. Hôm nay cháu mặc váy xinh quá, giống như một nàng tiên hoa vậy. Mẹ đám mây, mày nhìn xem váy của con có đẹp không? Đẹp, rất đẹp. Quả táo nhỏ, gần đây có tham gia biểu diễn không? Tuần trước cháu vừa đi biểu diễn xong. Mẹ ơi, mau nhìn nè. Răng của con trắng nhất. Quả táo nhỏ giỏi thật đó. Sau này nhất định sẽ thành diễn viên múa. Cảm ơn cô đám mây đã động viên cháu. Trời ơi, con cần đi vệ sinh. Mẹ đám mây, mau, mau về nhà thôi. Chậm thôi, Hoa Gạo, có nhớ mình không hả? Vừa rồi không phải rất vội vàng sao? Hoa Gạo ngoan lắm. Ngươi là chú chó sạch sẽ nhất mà ta từng gặp đó. Con cũng muốn tắm. Kẹo bông, con yêu, quần áo của con ướt hết rồi. Kẹo bông, nhanh nè, anh làm chuồng chuồng tre. Chúng mình cùng chơi đi. Tiểu Minh giỏi quá, đã biết làm đồ chơi rồi. Đi em xem nào. Kẹo bông, con làm gì vậy? Mẹ đám mây, mẹ không được khen người khác, chỉ được khen con thôi. Vì sao chứ? Bởi vì chính là không được. Kẹo bông làm sao vậy? Lẽ nào kẹo bông coi bản thân mình là mặt trời, mọi người đều phải quay quanh nó? Vậy thì không ổn. Tiểu Minh, để mình giúp cậu xếp. Kim tự tháp lớn nhất thế giới nha. Cậu chính là pharaoh lợi hại nhất. Con rùa lớn nhất trên thế giới cũng rất lợi hại mà. Các anh nhìn nè, lâu đài của em có cửa sổ, có tòa tháp, còn có cả cổng thành nữa. Nhìn thấy rồi, đẹp lắm. Vậy giúp em xây lâu đài đi, để nó biến thành lâu đài cao nhất thế giới. Anh vẫn thích kim tự tháp của anh hơn. Lâu đài của em là dễ thương nhất, đẹp nhất. Các anh nghe rõ chưa? Em cố ý làm loạn, không thèm chơi với em nữa. Đi thôi, Tiểu Minh. Các anh dựa vào cái gì mà không chơi với em chứ? Kẹo bông, chuyện vừa nãy mẹ đã nhìn thấy rồi. Rõ ràng là con làm không đúng. Nhưng họ đều không giúp con xây lâu đài. Vì sao phải giúp con chứ? Bởi vì... Kẹo bông, mọi người trong nhà yêu con nên mới coi con là trung tâm. Nhưng con phải biết rằng, không phải đi đến đâu con cũng giống như là mặt trời. Con phải để ý tới cảm nhận của người khác. Họ không thích con sao? Thích con cũng không có nghĩa là con quan trọng nhất. Mọi người đều bình đẳng. Chỉ có bình đẳng thì mọi người mới có thể trở thành bạn bè. Nhưng họ không muốn làm bạn với con nữa. Không đâu, các con chỉ cãi nhau thôi. Chỉ cần con đi xin lỗi các bạn là không sao hết. Mẹ còn làm ít hạt dẻ ngào đường rất ngon. Mang đi cùng ăn với các bạn nha. Họ thật sự sẽ tha thứ cho con hả? Nhất định. Mẹ đám mây, sau này con không muốn làm mặt trời nữa. Mặt trời nóng quá, làm các bạn đều sợ chạy mất. Con muốn làm một ngôi sao nhỏ. Kẹo bông nói hay lắm. Con nhìn xem, có vô số những ngôi sao nhỏ lấp lánh, nên bầu trời buổi đêm mới đẹp như vậy.
chủ nghĩa tác dụng thực tế của bà nội. Mẹ ơi, mẹ mua gì vậy? Đám mây về rồi hả? Đây là... Wow, cá nhỏ đẹp quá. Cá nhỏ thế này, luộc hay hấp đều không ngon. Cũng không thể là món cá sốt. Xem ra chỉ rán được thôi. Mẹ, đây là cá cảnh đây ngắm. Mấy chục đồng có con đó. Một con mà mấy chục đồng sao? Đắt quá đi mất. Bà nội, đây là cá cảnh mà. Sao lại mua loại cá không có tác dụng như vậy chứ? Mọi người xem bố mang gì về này. Cột tô tem có đẹp không? Hoa văn bên trên đẹp quá. Những thứ được khắc trên đó đều là tô tem thần kỳ, có thể phù hộ cả nhà bình an. Cái thứ này có thể dùng làm gì chứ? Mẹ, cái này bày để ngắm thôi. Chỉ ngắm được thôi sao? Quá lãng phí. Cái này mẹ lấy để dùng. Bà nội dùng nó làm gì nhỉ? Cái gậy này dùng để giã tỏi thật là tiện. Mẹ, đây là đồ trang trí cao cấp. Sao có thể dùng để giã tỏi chứ? Đồ trang trí cao cấp. Lẽ nào chỉ để không một cách lãng phí như vậy ư? Còn xem, giờ thật là hữu dụng. Cuối cùng đã có chỗ dùng tới. Cái túi nhỏ thế này để làm gì chứ? Không thể đi chợ, lại không thể làm cặp sách, chẳng đựng được bao nhiêu đồ. Có cách rồi. Kẹo bông, bà tặng cháu một món quà nha. Quà ư? Bà nội tốt quá. Thế nào, có thích không? Bà ơi, đây là bộ sưu tập túi nhỏ của cháu mà. Kẹo bông, đừng khóc. Đừng khóc, sau này cho biết lấy gì chơi đồ hàng đây. Kẹo bông nhìn nè, trên áo có nhiều túi thật là tiện dụng. Cháu mặc thử vào xem. Cháu không mặc, mày hết vào áo chẳng đẹp chút nào. Kẹo bông, con đừng giận bà nội nữa. Bà vốn rất tiết kiệm. Nhìn thấy những thứ không có tác dụng thực tế, đều cảm thấy lãng phí. Chúng ta phải hiểu cho bà. Đúng vậy, có điều phải để cho mẹ hiểu rằng mỗi đồ vật đều có giá trị của nó. Có cách rồi. Xem ra không tồi đâu. Sờ tay vào cũng rất thích. Để con thử. Đây là mua cho bà nội. Phải để cho bà thử trước. Đây là cái gì vậy? Hả? Một cái ghế mà 1.666 đồng sao? Mẹ, đây là ghế massage. Bọn con đặc biệt muốn tặng mẹ đó. Ghế gì mà chẳng dùng để ngồi. Vừa đắt, vừa không có tác dụng. Mẹ không cần, mau trả lại đi. Ấy, mẹ ơi. Mẹ cứ ngồi thử đi đã. Không phải mẹ hay bị đau lưng sao? Có nó rồi, sau này sẽ không đau lưng nữa. Lúc đầu mẹ bảo bố con đấm lưng cho là được. Mẹ không dùng cái ghế này đâu. Mẹ, cái ghế này còn tỏa nhiệt được. Duỗi thẳng chân ra càng thoải mái. Có nó rồi, bệnh thấp khớp của mẹ sẽ không khó chịu nữa. Nhưng mà sao nó đắt quá vậy? Bà ơi, bà thử đi. Bố trời xanh không cho cháu động vào. Bà ngồi xong rồi nói cho cháu biết có thích không nha. Sao mẹ lại ngủ gật vậy? Còn ngủ rất thoải mái nữa. Mẹ đã ngủ một tiếng rồi. Không phải gần đây mẹ bị mất ngủ sao? Cái ghế này có thể trị bệnh mất ngủ. Nó đem lại cho mẹ tâm trạng và sức khỏe tốt. Chính là có tác dụng. Mẹ nói có đúng không nào? Nói cũng rất có lý. Bà nội, có thể trả lại ghế massage không? Không trả lại nữa. Vậy thì tốt quá. Tự mình đi học.
Mẹ đám mây, hôm nay mẹ không cần đưa con tới trường mẫu giáo đâu. Vì sao? Trường mẫu giáo ở ngay trong khu dân cư mà, con có thể tự mình đi được. Mẹ thấy đó, quả táo nhỏ toàn đi một mình. Vì sao con lại không được? Chuyện này... Hoa gạo, kẹo bông, con muốn tự mình tới trường mẫu giáo cũng được. Nhưng trước khi đến trường mẫu giáo, phải để mẹ và Hoa gạo giảng cho con một bài học về kiến thức an toàn đã. Bài học về kiến thức an toàn. Giờ coi như Hoa gạo là con. Chúng ta xem, con đi trên đường có thể gặp phải những tình huống gì. Sao con có thể xấu như vậy được? Hoa gạo chẳng giống con chút nào. Chỉ là ví dụ thôi mà. Con muốn tự mình đi một mình thì phải chú ý nghe giảng. Một, lúc qua đường thì phải nhìn đèn giao thông. Kẹo bông, con nhìn đi. Nếu lúc con qua đường, thế này tức là vượt đèn đỏ là không đúng. Đèn đỏ dừng, đèn xanh đi. Mẹ đám mây, cái này con biết rồi. Hai, không được tùy tiện ăn đồ ăn vặt trên đường. Kẹo bông, nếu dọc đường đi con thấy hàng đồ ăn vặt thì nó làm thế nào? Đồ ăn vặt trên đường con sẽ không mua đâu. Mẹ đám mây yên tâm đi, con không tham ăn như Hoa gạo đâu. Ba, không được tùy tiện nói chuyện với người lạ. Cúng con, xin chào. Kẹo bông, Hoa gạo vừa làm mẫu hành động không đúng. Nếu là con thì nó làm thế nào? Nếu là người lạ dắt con đi, tuyệt đối không đi theo người lạ. Con sẽ nói với chú cảnh sát. Cho dù là người quen thì cũng phải hỏi xem mật mã giữa con và mẹ là gì. Nói đúng mật mã thì mới được. Thật sự không cần mẹ đưa đi hả? Mẹ đám mây, thật sự không cần. Con phải cùng quả táo nhỏ đi mẫu giáo đây. Tạm biệt mẹ đám mây. Tạm biệt. Sao mình không yên tâm nổi nhỉ? Ấy, mình có thể cải trang rồi lén đi theo sau chúng. Nhờ vậy sẽ không bị phát hiện. Ngay cả Hoa gạo cũng không nhận ra mình. Chắc chắn kẹo bông cũng không nhận ra. Đó là đèn đỏ mà. Tuyệt đối không được đi. Các bạn nhỏ, sao các cháu lại vượt đèn đỏ vậy? Nhờ vậy rất nguy hiểm, các cháu biết không hả? Cô à, bọn cháu có vượt đèn đỏ đâu. Bọn cháu nhìn thấy đèn xanh xong rồi mới qua đường mà. Đèn xanh đỏ ở đây đổi màu nhanh thật đó. Cô ơi, vừa rồi là cô vượt đèn đỏ đó. Vừa rồi là cô không cẩn thận. Như vậy rất nguy hiểm. Sau này cô phải chú ý đó. Tạm biệt. Ăn đồ ăn vặt ở hàng ven đường sẽ đau bụng. Còn bé này sao lại không nghe lời chứ? Bạn nhỏ này, con được ăn quà vặt linh tinh đâu, sẽ bị đau bụng đó. Bọn cháu không phải ăn quà vặt. Bọn cháu muốn giúp bà cụ này qua đường. Đúng vậy. Thì ra là các cháu giúp đỡ người khác. Các cháu đều là bé ngoan. Chú cảnh sát giao thông, vừa rồi chính là người lạ mặt này cứ đi theo bọn cháu, còn nói chuyện với bọn cháu nữa. Đúng vậy. Chào chị, xin chị cho xem giấy tờ. Hả? Mẹ đám mây, các cháu quen cô ấy ư? Chú cảnh sát giao thông, đây là mẹ cháu. Vừa rồi mẹ cháu ăn mặc như vậy nên cháu không nhận ra. Xin lỗi nha, đồng chí cảnh sát, đều tại tôi. Hôm nay con nhà tôi lần đầu tiên tự mình đi học. Tôi không yên tâm nên mới cải trang thế này, để lén đi theo chúng. Được rồi. Kẹo bông con yêu, lần này là mẹ không đúng. Thật ra hôm nay con đã làm rất tốt. Mẹ đám mây, mẹ yên tâm đi. Kẹo bông đã lớn rồi mà. Mẹ biết rồi. Tạm biệt.
Em bé vũ trụ. Chào Bông, cười tươi hơn chút nào. Đẹp lắm. Chào cháu, chú là nhân viên của Hiệp hội Những Người Yêu Thích Vũ Trụ. Cháu là bạn nhỏ thứ 1000 tới chụp ảnh. Chúc mừng cháu đã trở thành em bé vũ trụ may mắn. Wow, Kẹo Bông trở thành em bé vũ trụ kia. Xin chị hãy để lại số điện thoại. Ngày mai chúng tôi sẽ gửi tặng một món quà bất ngờ. Bất ngờ? Món quà? Tuyệt quá. Mẹ đám mây, mẹ đoán xem là niềm vui bất ngờ gì? Con chính là em bé vũ trụ. Không phải sẽ đưa con bay vào vũ trụ chứ? Lên vũ trụ ư? Tuyệt quá, con phải trở thành em bé vũ trụ đầu tiên. Con muốn du hành vào vũ trụ. Kẹo Bông, con làm gì vậy? Mẹ đám mây, vào vũ trụ phải mặc quần áo gì? Bộ này, hay bộ này đẹp? Vào vũ trụ, phải mặc trang phục đặc biệt của phi hành gia. Không cần mặc quần áo của mình. Không cần mang theo quần áo của con ư? Vậy con nên chuẩn bị gì nhỉ? Còn bé này, con tưởng là thật nữa. Mình không thể phá vỡ giấc mơ vũ trụ của con được. Được rồi, đương nhiên là phải chuẩn bị chứ. Tiếp theo đây, mẹ sẽ giúp con huấn luyện để trở thành một em bé vũ trụ đạt tiêu chuẩn. Tuyệt quá. Mục thứ nhất, khả năng thăng bằng. Thẳng lưng, ngẩng đầu. Trước tiên muốn trở thành em bé vũ trụ phải có khả năng thăng bằng tốt hơn bình thường. Khả năng thăng bằng chính là phải đi theo đường thẳng này sao? Không không, không phải như vậy. Con nghĩ xem, nhà du hành sẽ bị quay vòng vòng trên vũ trụ. Cho nên con phải xoay vòng tại chỗ mấy vòng, sau đó mới đi qua theo đường vạch trắng này. Có thể đi rồi. Mục thứ hai, phải luyện tập mất trọng lực. Chuẩn bị xong chưa? Con chuẩn bị xong rồi. Bắt đầu. Cảm giác bay lên thật là tuyệt. Con muốn bay lên vũ trụ. Một huấn luyện thứ ba, thích nghi với đồ ăn vũ trụ. Ăn mà cũng phải huấn luyện sao? Đương nhiên rồi. Những thứ này là bữa ăn trưa nay của con. Chỉ được ăn cái này thôi ạ? Bên kia không được sao? Đồ ăn trong vũ trụ chỉ có như vậy thôi. Nếu đem đùi gà lên vũ trụ thì nó sẽ bay mất. Vậy thì nhà du hành vũ trụ thật đáng thương. Ngay cả đùi gà cũng không được ăn. Đúng vậy, con còn muốn làm em bé vũ trụ nữa không? Có chứ, con nhất định phải trở thành em bé vũ trụ. Kẹo Bông thật là có nghị lực. Đây là chòm sao lạp khuyển. Đợi mình lên vũ trụ rồi sẽ chụp ảnh mang về cho cậu xem nha. Tuyệt quá, món quà vũ trụ của mình đến rồi. Nhất định là trang phục vũ trụ. Mình sắp được lên đó rồi. Kẹo Bông, chào cháu. Chào chú, có phải sắp đưa cháu lên vũ trụ không? Đây là quà của cháu. Còn nữa không? Trang phục vũ trụ đâu? Trang phục vũ trụ ư? Không có. Không có. Vậy làm sao đưa cháu lên đó được? Chuyện này giờ bọn chú vẫn chưa chuẩn bị để đưa trẻ em lên vũ trụ. Vậy niềm vui bất ngờ cho cháu thì sao? Cái này chính là niềm vui bất ngờ cho cháu. Đây vốn chẳng phải là niềm vui bất ngờ. Đây là niềm vui bất ngờ mà. Không tin, con thử ăn một miếng bánh gato mà xem. Có cảm giác thế nào? Ngọt ạ. Vậy là đúng rồi. Kẹo Bông, con biết không? Một hạt giống vũ trụ nho nhỏ đã được trồng ở trong trái tim của con rồi. Hạt giống vũ trụ ư? Nó sẽ dần dần nảy mầm trong đó. Con lớn lên thì nó cũng lớn theo. Chỉ cần con luôn cố gắng hướng về giấc mơ vũ trụ đó, sau khi trưởng thành, con nhất định sẽ trở thành một nhà phi hành vũ trụ chân chính. Thật sao? Tốt quá rồi. Vậy con sẽ ăn hết tất cả hạt giống vũ trụ. Có giấc mơ thật là tốt biết bao. Ăn mất gà quay.
Mẹ đám mây ơi, thơm quá. Mèo con ăn vụng. Vẫn chưa làm xong. Lát nữa ông bà tới. Phải để ông bà rồi cùng ăn. Được ạ. Ông bà tới rồi. Có thể ăn thịt rồi. Kẹo bông, cháu có đói không? Có ạ, cháu đói chết đi được. Nhưng mẹ cháu nói gà quay phải để lát nữa mới được. Có gà quay hả? Mẹ ơi, nếm thử tay nghề của con xem nào. Bố nói muốn ngủ một lát, không cần đợi. Vậy mọi người ăn trước đi. Mẹ ơi, gà quay đâu? Mẹ còn muốn hỏi con đó, đồ nghịch ngợm, giấu gà quay đi đâu rồi? Gà quay mất tích rồi sao? Con giấu kỹ thật đó, mau nói cho mẹ biết đi. Chẳng phải chúng ta đã nói món ngon với mời ông bà ăn trước hay sao? Mẹ nghĩ là cho con làm sao? Không phải con, không phải con. Mẹ đã vào phòng con tìm, tuy là không tìm thấy, nhưng ở trong phòng con ngửi thấy mùi gà quay, cho nên mẹ mới tưởng rằng, trời ơi không tìm thấy thì thôi, cho dù ai ăn cũng tốt rồi, không lãng phí là được. Kẹo bông, ăn cơm thôi, ăn cơm, ăn cơm. Mình nhất định phải tìm ra sự thật. Kẹo bông ăn mặc thế này thật là quách. Lời nói hay cũng không có tác dụng. Cháu là thám tử kẹo bông chính nghĩa. Bà nội, sáng nay lúc bà không có ở phòng khách, bà đã đi đâu? Cháu chơi trò gì vậy? Bà nội, cháu thật sự đã làm thám tử mà. Cháu phải điều tra xem ai đã ăn trộm gà quay. Bà mau nói đi. Bà nói, để bà nghĩ xem. Bà đi tìm thuốc cho ông cháu. Kết quả là vừa nhìn hòm thuốc thì đã thấy bừa bãi. Bà liền dọn dẹp, dọn dẹp. Chẳng có cái gì cả. Xem ra bà nội không phải là người bị tình nghi. Tiếp theo phải làm sao đây? Ở trong đó ngửi thấy mùi thơm, còn nhìn thấy dấu tay dính mỡ. Tới hiện trường vụ án để điều tra. Thơm quá, thơm quá. Mình phải điều tra cẩn thận. Lần này không thoát được rồi. Bố trời xanh, con bắt được bố rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Bố trời xanh, thì ra là bố ăn vụng gà quay. Sao lại là bố? Đây là vết tay dính mỡ con tìm thấy trong phòng. Vết tay to thế này chắc chắn là của bố. Chính bố ăn vụng gà quay. Không phải bố đâu, bố bị oan. Thật sự không phải là bố. Kẹo bông, nếu con không tin thì đem vết tay ra đây. Bố so thử xem. Kỳ lạ quá. Cũng không phải bố. Rốt cuộc là ai đây? Ông già này, sao có thể một mình ăn hết cả con gà quay chứ? Chẳng ra thể thống gì. Chẳng qua tôi đói quá, sốt ruột nên mới ăn trước. Cuối cùng cũng bắt được rồi. Ông nội, phạt ông đền cho mọi người một con gà quay to hơn.
giày cao gót mất tích. Mẹ đám mây, đôi giày cao gót của cô thật là đẹp. Cảm ơn, cảm ơn. Không ngờ chú Mao lại có mắt nhìn như vậy. Cảm ơn. Đẹp như vậy sao? Giày của con cũng rất đẹp. Có điều giày mới của mẹ càng đẹp hơn. Rốt cuộc giày của mẹ đám mây đẹp ở đâu nhỉ? Chuẩn bị ăn cơm rồi. Có vẻ như rất đẹp. Thử đi vào xem sao. Còn cao lên rất nhiều nữa. Có phải rất đẹp không? Nếu như vậy thì không tồi đâu. Dáng đi lúc đi giày cao gót cũng rất đẹp. Mẹ đám mây đi như thế nào nhỉ? Kẹo bông, con làm gì trong phòng vậy? Con đang dọn dẹp tủ đồ chơi. Kẹo bông, mau xuống ăn cơm đi. Được ạ, con sẽ xuống ngay. Đau quá, giày cao gót nguy hiểm thật. Mình không thể để mẹ đám mây đi đôi giày nguy hiểm như vậy. Ăn no quá. Cơm do mẹ đám mây nấu ngon quá. Nhưng buổi tối ăn nhiều quá sẽ mập đó. Hay lát nữa mẹ dắt con đi bộ nha. Được ạ, được ạ. Hôm nay ở quảng trường trong khu dân cư có biểu diễn nhạc nước. Ấy, giày cao gót của mẹ đâu? Mẹ nhớ là để ở đây mà. Kẹo bông, con có nhìn thấy giày của mẹ đâu không? Có lẽ, chắc chắn bị chuột tha đi làm cà kheo rồi. Kẹo bông, nói cho mẹ biết, giày cao gót của mẹ có phải con giấu đi rồi không? Bị mẹ đoán trúng rồi. Con còn nhỏ tuổi như vậy mà đã biết đố kỵ với người khác. Như vậy là không đúng. Nhưng mà giày cao gót nguy hiểm lắm. Kẹo bông, nói cho mẹ biết rốt cuộc là chuyện gì. Cho nên con không muốn để mẹ đi. Con không muốn mẹ bị ngã đâu. Ồ, thì ra là vậy. Vậy giày cao gót của mẹ đâu rồi? Hoa gạo, đem giày cao gót ra đây. Vậy phải cảm ơn bảo bối nhà mình quan tâm tới mẹ như vậy. Có điều kẹo bông à, con yên tâm đi. Mẹ đã quen đi giày cao gót rồi, cho nên sẽ không bị ngã đâu. Giống như chú Hề đi cà kheo à? Đúng vậy, để kẹo bông lớn hơn, mẹ cũng sẽ dạy con cách đi giày cao gót. Thật cả? Đương nhiên, hay quá mẹ ơi. Chúng ta mau đi thôi. Biểu diễn nhạc nước sắp bắt đầu rồi. Nhìn nè, mẹ cũng lén mua một đôi giày kiểu giống như của con. À, giống hệt nhau. Đương nhiên rồi. Giày đế bằng vừa thoải mái, vừa vững chãi, rất thích hợp để đi bộ. Chuẩn bị xong chưa, công chúa nhỏ? Chúng ta đi thôi. Được rồi, thưa nữ hoàng đám mây.
Kẹo Bông và mẹ đám mây, hai mẹ con giống như hai chị em. Đôi mắt to, cái miệng nhỏ. Kẹo Bông là búp bê hay cười. Trái tim thiếu nữ, ba mẹ trẻ thích cái đẹp. Cãi nhau xong rồi lại cùng chơi đùa. Lương Thiện xinh đẹp, dịu dàng đảm đang. Mẹ đám mây vô cùng khéo tay. Kẹo Bông và mẹ đám mây, hai mẹ con thật đáng yêu. Là người thân, cũng là bạn tốt. Vui vẻ cùng nhau trưởng thành. Kẹo Bông và mẹ đám mây, học hỏi lẫn nhau, bầu bạn với nhau. Ngày nào cũng có gương mặt tươi cười hạnh phúc. Hai mẹ con thật đáng yêu. Chính là mỗi người chúng ta. Kẹo Bông và mẹ đám mây.